Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CNEM Channel. Lời nói đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào, lời chúc tất cả các bạn có những giây phút lắng nghe sách nói thật thú vị, đúc kết được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Và hôm nay Quảng xin giới thiệu với tất cả các bạn một cuốn sách mang tên là Cách sống từ bình thường trở nên phi thường. Nếu bạn hỏi tôi về lý do tại sao tôi thành công thì có lẽ chỉ có duy nhất một điều, đó là cách sống. Mặc dù có thể trong con người tôi vẫn thiếu tài năng nào đó, nhưng tôi luôn có một định hướng là tìm kiếm giá trị nhân văn. Tác giả Inamori Kazuo. Về cuốn sách này thì là một tác phẩm đã được dịch sang 8 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc, vân vân, và có sức ảnh hưởng rất lớn hiện nay và đang được thế giới chú ý. Là một cuốn sách nhân sinh luận mà nhà kinh doanh hàng đầu thế giới dành tặng cho tất cả mọi người để có thể đạt được giấc mơ lớn lao, để trải nghiệm một cuộc đời thực sự. Vài điều về tác giả của cuốn sách này. Tác giả Inamori Kazuo sinh năm 1932 tại tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Ông tốt nghiệp khoa học kỹ thuật công nghiệp Đại học Kagoshima năm 1959. Ông thành lập công ty cổ phần Kyoto Ceramic, hiện nay là Kyocera. Năm 1984, ông thành lập công ty DDA, hiện nay là KDDA, với cương vị chủ tịch. Từ năm 2001, ông trở thành cố vấn tối cao. Năm 1984, ông trích 200 tỷ yên, khoảng 200 triệu đô, từ tài sản riêng của mình để thành lập quỹ Inamori và giải thưởng quốc tế Kyoto. Giải thưởng quốc tế Kyoto được đánh giá không thua kém giải thưởng Nobel, hàng năm tổ chức khen thưởng cho những thành tích cống hiến cho sự phát triển và tiến bộ xã hội. Năm 89, ông thành lập trường tư thục Sewa để đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ và giữ chức vị hiệu trưởng. Năm 2003, ông là người Nhật đầu tiên được trao giải thưởng lòng bác ái của quỹ Carnegie Mỹ. Mình xin bắt đầu cuốn sách. Cách sống từ bình thường trở nên phi thường. Inamori Kazuo. Phạm Hữu Lợi dịch. Người đọc: Quảng Nguyễn. Cách sống giống như một cây gậy đập vào dòng chảy xiết của thời đại u mê. Tại sao tình trạng u ám bế tắc đó bao trùm lên toàn xã hội? Đó phải chăng là do con người đánh mất phương hướng cuộc đời, không nhìn thấy ý nghĩa cũng như giá trị sống? Điều cần thiết nhất trong thời đại như vậy là chúng ta phải đặt câu hỏi rất căn bản: con người sống để làm gì? Và cuốn sách này là được chia thành các chương như sau. Chương 1: biến suy nghĩ thành hiện thực. Chương 2: suy nghĩ từ nguyên lý và nguyên tắc. Chương 3: mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn. Chương 4: sống với lòng vị tha. Chương 5: hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ. Và bây giờ Quảng sẽ đi vào phần mở đầu. Nhìn lại cách sống của chúng ta trong thời hiện đại, chúng ta đang sống trong một thời đại lo âu, đầy biến cố, tương lai bất định. Vật chất đầy đủ nhưng tinh thần không thanh thản, ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn thiếu quốc pháp gia phong, tự do cởi mở nhưng đây đó vẫn tồn tại những vùng khép kín. Chỉ có những ý chí là có thể làm được tất cả và có trong tay mọi phương tiện. Vậy mà con người vẫn bi quan chán chường, không ít những vụ bê bối, thậm chí tội ác. Vì sao lại có tình trạng tiêu cực như vậy trên phạm vi toàn xã hội? Có lẽ do nhiều người không tìm thấy ý nghĩa và giá trị cuộc đời, đánh mất phương châm sống. Theo tôi, những hoảng loạn trong xã hội hiện nay bắt nguồn từ việc thiếu vắng nhân sinh quan, mà không chỉ riêng tôi nghĩ như vậy. Điều khẩn thiết nhất trong thời đại hiện nay chẳng phải là câu hỏi cơ bản lẽ sống của con người là gì hay sao. Trước hết phải thiết lập nền tảng triết học cho cuộc đời và phải dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề. Từ triết học, tôi nói ở đây có thể thay bằng các từ, quan điểm hoặc là tư tưởng đều được. Đó có thể là hành động vô vọng, giống như tưới nước cho sa mạc, khó khăn chẳng khác nào đóng cọc xuống đáy biển khi thủy triều dâng. Tuy vậy, đây lại câu hỏi thẳng thắn, rõ ràng và có ý nghĩa lớn lao trong thời đại mà đây có xu hướng khinh thường những người lao động miệt mài thầm lặng.
Nếu chúng ta không nhìn lại cách sống của mình từ gốc thì tình hình sẽ càng trầm trọng, hoảng loạn trong xã hội ngày càng lan rộng, tương lai ngày càng mờ mịt. Chắc chắn rằng không phải riêng tôi cảm nhận được nguy cơ mà mang trong lòng nỗi lo lắng bồn chồn như vậy. Trong cuốn sách này, tôi muốn nhìn lại cách sống của con người từ chính diện, xem xét bản chất sự vật từ cốt lõi và nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình. Tôi muốn xem xét lại từ cội nguồn, ý nghĩa cuộc sống và định hướng tương lai. Muốn đóng một cây cọc nhỏ bé xuống dòng nước chảy xiết của thời đại. Đối với tôi, không có gì vui hơn khi bạn tìm thấy niềm vui trong đời. Sau khi đọc xong cuốn sách này, hoặc lời giải đáp cho những vấn nạn để sống hạnh phúc. Sống là quá trình mài giũa tâm hồn. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Mục đích đời người ở đâu? Đối với những câu hỏi có thể coi là cơ bản nhất như trên, thì tôi xin được trả lời thẳng thắn như sau. Ý nghĩa cuộc sống của con người là nâng cao nhân cách, và sống là quá trình mài giũa tâm hồn. Đặc tính của loài động vật cấp cao con người là dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Nếu không tự kiềm chế, cứ bung theo bản năng thì con người sẽ chạy theo những ham muốn thèm khát vô độ, tiền tài danh vọng vân vân, và sẽ chết chìm trong những lạc thú tầm thường. Đúng là để sống, chúng ta cần có cái để ăn, cái mặc, có tiền bạc để có một ngày sống tốt hơn. Mọi năng lượng sống cũng nhờ vào mục tiêu, thỏa mãn những khao khát tự nhiên. Tôi không điên đến nỗi phủ nhận điều này. Thế nhưng trên đời này, dù có thủ đắc những thứ ấy đi bao nhiêu chăng nữa, thì sang thế giới bên kia chúng ta cũng không thể mang theo. Chúng ta phải bỏ lại tất cả những gì thuộc về thế giới trần tục này trước khi từ giã. Chỉ duy nhất có một thứ không bị mất đi, không bị bỏ lại khi con người bước vào cuộc hành trình mới, đó là tâm hồn. Vì vậy, khi người ta hỏi tôi, ông đã làm được gì cho cuộc sống, thì không một chút do dự tôi trả lời: trở thành con người tốt hơn so với khi được sinh ra. Cụ thể là tôi mang theo tâm hồn thanh cao hơn, đẹp đẽ hơn, dù chỉ một chút, đến với cõi bất tử. Sống trong thế giới đầy cám dỗ, nếm đủ vị sướng khổ, trôi dạt theo cơn sóng hạnh phúc, bất hạnh, và biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ từ biệt chốn này. Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Nỗ lực ấy giống như quá trình mài giũa tâm hồn, nâng cao nhân cách, tinh thần, tu dưỡng tinh thần, để có thể mang sang thế giới bên kia những gì tốt đẹp hơn so với đến với thế giới này, thế gian này. Tôi cho rằng mục đích sống của con người không có gì cao quý hơn điều đó. Vì thế tôi thật sự nỗ lực mỗi ngày, hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Chẳng phải mục đích và giá trị cuộc sống của con người là ở quá trình rèn luyện không biết mệt mỏi đó, ở những hành vi có ý thức đó, ở những nỗ lực không ngừng nghỉ tìm kiếm con đường độc đáo đó hay sao? Đời người sướng ít khổ nhiều. Đôi khi chúng ta oán trách trời Phật vì sao không hiểu mình phải khổ sở vất vả như vậy. Nhưng các bạn cần hiểu rằng những nỗi cơ cực đó chính là những thử thách trong quá trình mài giũa tâm hồn. Sự vất vả chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta rèn luyện nhân cách. Chỉ có những người dũng cảm chấp nhận thử thách, coi thử thách là cơ hội, mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi này. Kiếp sống này là quãng thời gian chúng ta được trời Phật ban cho để thấy giá trị ở đời người, để hân hưởng và làm gia tăng giá trị ấy. Nâng cao nhân cách mà giữa tâm hồn chính là ý nghĩa cuộc sống của con người. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Những nguyên tắc đạo đức chân phương là kim chỉ nam bất di bất dịch. Tùy theo cách sống mà tâm hồn chúng ta được mài sáng lên hoặc trở nên tối tăm, tâm hồn trở nên thanh cao hay thấp hèn phụ thuộc vào việc chúng ta đã và sẽ sống như thế nào. Trên đời có không ít người tài năng nhưng sống lầm lạc, vậy tài năng không song hành với đạo đức. Ngay cả trong giới kinh doanh mà tôi cũng là một thành viên, cũng không ít người trở nên bê bối chỉ vì lòng tham và thói ích kỷ. Nhiều người do quá tự tin vào tài năng của mình nên đã chọn con đường lẽ ra không nên chọn. Đúng như người xưa có câu, người tài chết vì tài. Hành động của nhiều người giỏi giang lại giống như tự mình thác cổ mình. Họ tìm đến thất bại do quá ỷ lại vào tài năng, dù cũng có đôi lần thành công. Còn tài hơn người lại cũng phải có là bàn dẫn lối để có thể đi đúng hướng. Quan niệm tư tưởng hay tư duy triết học đúng đắn chính là cái là bàn ấy. Thiết tư duy triết học, quan niệm sai lầm cộng với kém nhân cách thì dù có tài đến mấy cũng lầm lạc. Hiện tượng này không chỉ xảy ra trong giới kinh doanh mà còn xảy ra bất kỳ ai. Có thể dùng phương thức toán học để diễn đạt nhân cách con người bằng tính cách cộng với tư duy triết học. Tính cách con người là do bẩm sinh. Tư duy triết học, quan niệm tư tưởng là những gì con người có được trong quá trình sống và học tập. Nhân cách
được tạo thành từ hai mặt đó. Nói cách khác, nhân cách hay tâm hồn con người được đúc ra từ hai chất liệu: tính cách bẩm sinh và tư duy triết học hay quan niệm và tư tưởng. Theo logic đó, nhân cách của con người sẽ được quyết định bởi cuộc sống của con người đó dựa trên tư duy triết học nào, quan niệm hay tư tưởng nào. Nếu không có gốc tư tưởng vững chãi thì cái cây nhân cách không thể vững vàng, thân to cành khỏe được. Vậy, chúng ta cần trang bị cho mình thứ tư duy triết học nào? Đó là câu hỏi cơ bản. Ta có sống đúng với đạo làm người hay không? Chấm hỏi. Cụ thể là những lời dạy của cha mẹ đối với con cái, là những bài học luân lý, đạo đức được chắt lọc suốt chiều dài lịch sử. Tập đoàn Kyocera được hình thành từ một công ty nhỏ do số người lập ra khi tôi mới 27 tuổi. Lúc đó tôi hoàn toàn là kẻ ngoại đạo, không có kiến thức, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi chưa biết bằng cách nào để duy trì và phát triển công ty. Sau một thời gian dài suy nghĩ đắn đo, lúng túng, tôi quyết định sẽ tiến hành mọi việc căn cứ trên đạo làm người. Theo đúng đạo làm người là như thế nào? Cụ thể là ngay thẳng, chính trực, không tham lam, không ích kỷ, không dối trá, không làm hại người khác, vân vân. Tất cả những nguyên tắc đạo đức giản dị trên đây, ai cũng từng được cha mẹ dạy từ thời thơ ấu, nhưng khi lớn lên thường quên mất, đã trở thành kim chỉ nam, thành phương châm kinh doanh, thành chuẩn mực hành xử của công ty. Dù lúc đó tôi chưa có hiểu biết bao nhiêu về kinh doanh, nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng bất kể kinh doanh kiểu nào, nếu vi phạm và đi ngược với đạo đức làm người thì nhất định sẽ thất bại. Đó là tiêu chuẩn rất chân phương, là nguyên lý ai cũng hiểu. Dựa vào tiêu chuẩn đó, nguyên lý đó, tôi đều hành công ty đi đúng đường, không lạc lối, và cũng tiêu chuẩn đó, nguyên lý đó dẫn dắt tôi đi đến với thành công trong sự nghiệp. Nếu hỏi tôi lý do thành công thì có lẽ chỉ có thể nói như vậy, tức là luôn luôn đòi hỏi bản thân theo đúng với đạo làm người. Đó cũng là phương châm đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Tôi luôn khắc sâu trong tâm khảm điều quan trọng nhất mà nỗ lực giữ gìn điều đó suốt cuộc đời. Mình có hành xử sai với đạo làm người không? Có đi ngược lại với luân thường đạo lý căn bản không? Trong xã hội Nhật Bản hiện nay, hễ cứ đề cập tới luân lý đạo đức là không ít người thành kiến cho rằng đó là cách nghĩ cổ hủ lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai đã nhìn vấn đề luân lý đạo đức như một điều cấm kỵ do kinh nghiệm xương máu từ việc nhồi sọ tư tưởng thông qua luân lý đạo đức thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, luân lý đạo đức tôi nói ở đây là thứ luân lý đạo đức được kết tinh từ trí tuệ loài người bao đời nay, đã trở thành tiêu chuẩn căn bản, thành chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày. Người Nhật hiện đại chạy theo lợi lộc thực dụng đã để mất nhiều thứ quý giá, từ bỏ cả những tập quán tốt đẹp đã được hình thành từ xa xưa chỉ vì cho rằng nó cổ hủ lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Trong đó có luân lý đạo đức. Thế nhưng giờ đây chúng ta phải đánh giá lại, xem xét lại những nguyên tắc sống cơ bản của con người. Cuộc sống đòi hỏi trở lại các chuẩn mực quan điểm đó. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tìm lại những di sản tinh thần quý báu của cha ông. Chân lý có thể có được bằng lao động quên mình. Vậy thì để rèn luyện nhân cách mà giũa tâm hồn, chúng ta cần phải làm cụ thể những gì, phải thực hiện như thế nào, cần phương pháp đặc biệt nào không? Ví dụ như ở ẩn trong núi hoặc trầm mình dưới thác nước. Không cần phải như vậy. Trong thế giới đầy cấm dỗ, điều quan trọng nhất là làm việc cần mẫn mỗi ngày. Tôi sẽ nói rõ hơn điều này ở chương sau. Đức Phật từng thuyết giảng về bát chính đạo, trong đó tinh tấn là nội dung quan trọng, là phương pháp tu hành để đạt đến giác ngộ. Tinh tấn là gì? Đó là lao động chuyên cần, là tập trung cô độ đối với công việc trước mắt, không để bị phân tâm. Tôi cho rằng tinh tấn là phương pháp quan trọng nhất, hữu hiệu nhất để chúng ta nâng cao tâm hồn, rèn luyện nhân cách. Theo cách nghĩ thông thường thì lao động là tạo ra lương thực thực phẩm, đem lại của cải để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt. Nhưng con người ta ai cũng muốn làm ít hưởng nhiều, sống nhàn hạ, sống theo sở thích và coi đó là cuộc sống đáng để sống. Bởi có nhân sinh quan như trên nên nhiều người coi lao động chẳng khác gì là cực hình. Thế nhưng thực ra đối với con người, lao động là hành vi có ý nghĩa nhất và có giá trị lớn lao nhất, sâu sắc nhất và cao quý nhất. Lao động làm cho con người trở thành con người như ngày nay. Lao động tổ nên nhân tính. Như vậy, lao động không đơn thuần chỉ để nuôi sống con người mà nó còn chức năng tinh thần. Vì thế, việc quan trọng nhất là tập trung tinh lực, lao động quy mình mỗi ngày. Sau đó cũng là phương pháp tu hành cao nhất là để mài dũa tâm hồn, nâng cao nhân cách. Một ví dụ là ông Mimiya Suntoku,
một nông dân sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, không được học hành, với một chiếc cúc trong tay, ngày ngày ra đồng từ lúc trời chưa sáng, làm việc cho tới tối mịt. Ngày này qua ngày khác, ông lao động không quản nắng mưa, biến những cánh đồng xác xơ, tiêu điều trở nên phì nhiêu phù trú. Tướng quân Mạc Phủ mời ông vào cung, và người ta kể lại rằng, dù chưa từng được học qua lễ nghi phép tắc cung đình, nhưng phong thái của ông thật lãnh đạt uy nghi, thần sắc cao quý toát ra từ mọi hành vi cử chỉ. Quá trình lao động vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tinh tấn trên đồng ruộng là quá trình tự cày xới bản thân, mài dũa tâm hồn, rèn đúc nhân cách, đưa con người ông lên một tầm cao mới. Với những người dấn thân cho sự nghiệp, những người lao động quay mình thông qua quá trình tinh tấn hàng ngày ấy mà nhân cách cao quý của họ đã được hình thành. Điều tôi nói ở trên chính là chức năng tinh thần của lao động. Các bạn có lẽ sẽ liên tưởng đến việc tu hành tôn giáo khi tôi đề cập đến việc mài dũa tâm hồn, nhưng thực ra chỉ cần hàng ngày các bạn thấy yêu thích công việc mình đang làm và tập trung tinh thần, sức lực quay mình cho công việc đó, thì quá trình mài dũa tâm hồn, thì đó chính là quá trình mài dũa tâm hồn. Tôi nghe có câu ngọn ngữ Latin, hoàn thiện con người còn hơn hoàn thiện sự nghiệp, có nghĩa là nhân cách của con người sẽ được hoàn thiện thông qua công việc. Tư duy triết học sinh ra từ những giọt mồ hôi, và tâm hồn cũng được tôi luyện trong lao động hàng ngày. Mọi thành tựu đều bắt nguồn từ những trăn trở nỗ lực của con người. Vì thế, hãy coi trọng từng giây, từng phút sống mà trời Phật ban tặng cho chúng ta. Thông thường, nói với cộng sự của mình, tôi thường nói với các cộng sự của mình rằng, chúng ta phải thực sự sống mỗi ngày. Đời người chỉ có một lần, không được uổng phí khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Phải sống thật nghiêm túc, thẳng thắn, việc sống lương thiện. Đến mức người khác phải kêu lên rằng, anh sống lương thiện quá, chính trực quá. Khi ấy, con người bình thường sẽ trở nên phi thường. Tôi tin chắc rằng, những người được gọi là danh nhân trên thế giới này, những người đạt tới đỉnh cao của mọi lĩnh vực, đều kinh qua quá trình như thế. Lao động không chỉ sản sinh ra giá trị kinh tế, mà còn làm nâng cao giá trị con người. Vì lẽ đó, không cần phải xa lánh thế giới trần tục, nơi tu luyện tinh thần tốt nhất chính là nơi chúng ta đang làm việc. Lao động, tự thân nó là quá trình tu hành. Mong các bạn hiểu rằng, nhờ lao động chuyên cần hàng ngày mà chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời cùng với nhân cách cao thượng. Cuộc sống sẽ thay đổi 180 độ nếu thay đổi cách tư duy. Để sống cuộc sống tốt hơn, để có hưởng thành quả lao động, thì phải làm thế nào? Tôi thể hiện điều đó bằng một công thức như sau. Cuộc đời và thành quả công việc bằng tư duy nhân cho nhiệt huyết nhân với năng lực. Có nghĩa là cuộc đời và thành quả công việc có được là nhờ phép nhân ba yếu tố trên, chứ không phải là phép cộng. Trước hết, năng lực có nghĩa là tư chất bẩm sinh bao gồm tài và trí. Sức khỏe, năng lực, tư duy được coi là tư chất bẩm sinh. Còn nhiệt huyết là lòng nhiệt tình nỗ lực cho công việc. Đó là nhân tố được thật tạo thành sau này và bởi trí. Mỗi nhân tố tôi đặt lên thang điểm từ 0 đến 100. Vì là phép nhân nên dù có năng lực nhưng thiếu nhiệt huyết thì cũng không thể có kết quả tốt. Ngược lại, dù không có năng lực, tự mình biết rõ điều này, nhưng nhiệt huyết trong công việc và trong lòng, trong cuộc sống thì vẫn có thể có được kết quả tốt hơn cả những người được trời phú cho năng lực bẩm sinh. Tôi đề cập đến nhân tố đầu tiên, cách tư duy. Cách tư duy là nhân tố quan trọng nhất trong ba nhân tố. Có thể nói không ngoa rằng cuộc đời của một con người sẽ được quyết định bởi tư duy của người đó. Cách tư duy bao gồm tấm lòng, cách sống, triết học, quan niệm, tư tưởng được hình thành theo thời gian. Cách tư duy rất quan trọng vì có âm trong đó. Điểm thấp nhất không phải là điểm không mà nó còn có cả điểm âm. Biên độ của nhân tố này rất rộng, từ âm 100 đến dương 100 điểm. Do đó, như tôi đề cập lúc nãy, nếu sai cách tư duy thì dù được trời phú cho năng lực và nhiệt huyết thì kết quả vẫn là con số âm. Phép nhân có một thừa số âm thì bao giờ cũng cho kết quả âm. Tôi tốt nghiệp vào thời buổi đó kiếm việc làm rất khó, lại chẳng quen biết ai, nên tham dự bao nhiêu cuộc thi tuyển thì bị loại từng ấy lần, không nơi nào nhận vào làm. Trong tình cảnh đó tôi đã nghĩ nghiêm túc với sự hận đời. Đã thế, mình trở thành một mafia trí thức trong thế giới mà người yếu luôn bị ăn hiếp, bị bắt nạt, thì thà rằng sống trong một thế giới ngầm, mang ơn trả ơn, mắc oán báo oán còn hơn. Thời ấy, nếu tôi lựa chọn con đường như vậy, thì có lẽ giờ đây tôi đã trở thành ông trùm một băng đảng nào đó rồi cũng nên. Nhưng trong thế giới ngầm, dù có dồn hết tâm lực, chắc chắn tôi cũng không thể có được hạnh phúc. Không thể sống được cuộc sống tốt đẹp bởi
cách tư duy đó lệch lạc, sai lầm về cơ bản. Vậy thì tư duy theo chiều dương là như thế nào? Các bạn không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ cần luôn mang trong mình ý tưởng làm việc thiện và có tấm lòng hướng thiện là đủ. Các bạn hãy luôn mang trong lòng mình lòng biết ơn với con người, với cuộc đời, hòa đồng với mọi người. Các bạn sẽ luôn hướng thiện, biết sống nhân hậu, biết quan tâm đến người khác. Các bạn hãy không ngừng nỗ lực theo hướng đó, không ích kỷ, không tham lam, biết thế nào là đủ với mình. Tôi không thể diễn đạt hết ý tưởng này bằng ngôn từ, mà chỉ yêu cầu các bạn hãy thấm nhuần sâu sắc, trở thành từ máu thịt những gì các bạn từ nhỏ các bạn đã được cha mẹ hay thầy cô dạy bảo, những nguyên tắc luân lý, đạo đức, kỷ luật căn bản, quy luật của vũ trụ, những gì được hình thành trong tâm hồn chân thực. Tôi đã không ngừng học hỏi, phát huy năng lực vốn có và thường xuyên tập trung cao độ theo hướng như vậy. Đó là bí quyết để mang lại thành quả cho cuộc đời, là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công, bởi đó là cách sống phù hợp với quy luật của vũ trụ. Kinh Phật có dạy, tâm niệm tạo nghiệp. Nghiệp là khái niệm rất rộng trong đạo Phật để chỉ luật nhân quả. Nghiệp tiếng Phạm là karma. Theo thuyết giảng của Phật, nghiệp được tạo ra từ thân, khẩu và ý, có nghĩa là ngay khi người ta có ý định làm một việc gì đó thì đã tạo nghiệp, mà không nhất thiết việc đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng của chúng ta đã tạo ra nghiệp. Do vậy, chúng ta phải luôn nghĩ điều thiện. Cũng tương tự như vậy, nhà triết học Nhật Bản Nakamura Tenpu nói, không được để tâm vẫn đục. Quy luật của vũ trụ là hiện thực sẽ được hình thành đúng như những gì chúng ta đã suy nghĩ, đã vẽ ra trong tâm. Tôi mong các bạn khắc sâu vào lòng quy luật này. Cũng có người cho rằng những ý tưởng siêu hình như thế là không đáng tin và cũng không thể chấp nhận. Nhưng đối với tôi, đó là quy luật tuyệt đối chính xác. Tôi xác nhận và tin tưởng vào nó, xuất phát từ vô vàn trải nghiệm trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Nói cách khác, cuộc đời tốt đẹp sẽ mở ra đối với con người luôn nghĩ điều thiện, còn cuộc đời sẽ không suôn sẻ đối với những người chỉ nghĩ điều ác. Đây là quy luật tác động trong toàn vũ trụ. Tuy nhiên, bạn sẽ khó nhận biết vì những điều bạn tâm niệm không thể có kết quả ngay. Nhưng nếu ta nhìn sự vật trong quá trình, nhưng cả quả quá trình 20-30 năm, thì sẽ thấy cuộc đời như một người, con người hình thành đúng như những gì mà bản thân người đó đã vẽ lên trong tâm. Do đó, khi suy nghĩ về cách sống sao cho đúng đạo làm người, thì điều kiện tiên quyết phải có là tấm lòng trong sáng, thuần khiết, ngay thẳng. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm hồn hướng thiện có ích cho nhân loại, có ích cho xã hội, chính là ý chí của vũ trụ. Trong vũ trụ luôn tồn tại dòng chảy của sức mạnh khiến cho vạn vật tiến hóa. Sức mạnh đó có thể coi là ý chí của vũ trụ. Nếu chúng ta hành động theo dòng chảy của sức mạnh vũ trụ thì sẽ mang lại thành công và phồn vinh cho cuộc đời. Ngược lại, nếu chúng ta lạc khỏi dòng chảy đó thì sự suy tàn khánh kiệt sẽ chờ đợi ở phía trước. Ý chí của vũ trụ mang lại tình thương yêu, sự thành thật và dung hòa. Nó tác động bình đẳng lên mọi vật, đưa đường chỉ lối cho toàn thể vũ trụ vận động theo hướng trưởng thành và phát triển. Các bạn có thể được giải thích đầy đủ điều này từ thuyết Big Bang của ngành vật lý thiên văn. Trong chương 5 tôi sẽ trình bày rõ hơn. Còn ở đây chỉ nói tóm lược sơ qua, khởi đầu vũ trụ chỉ tồn tại như một hạt lượng tử do một vụ nổ lớn mà người ta gọi là Big Bang, các hạt proton, neutron được hình thành, sau đó là các electron, chúng kết hợp với nhau sinh ra trong nguyên tử hydro đầu tiên. Sau đó là vô vàn các nguyên tử, phân tử và các chuỗi phân tử ra đời, và cuối cùng hình thành các thiên thể sự sống của các loài sinh vật, động vật và động vật cấp cao con người. Càng hiểu về quá trình tiến hóa của vũ trụ bao nhiêu thì càng thấy rõ rằng một ý chí vĩ đại đã làm vạn vật sinh thành, tiến hóa và phát triển. Bản thân tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của ý chí vĩ đại đó. Tôi không nói ngoài là khi tôi đã chạm đến kho toàn trí tuệ này và được nó hướng dẫn, vì thế tôi đã thành công trong cuộc đời. Chất liệu gốm do công ty Kyocera chế tạo được gọi là Fine Ceramic là một loại chất liệu cao cấp được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm công nghệ cao như máy vi tính, điện thoại di động. Công ty Kyocera có thể tự hào rằng là một công ty đầu tiên trên thế giới phát minh ra công nghệ liên quan đến Fine Ceramic và ứng dụng nó trong nhiều lĩnh vực. Bước đầu, tôi lại chỉ là người ngoại đạo trong lĩnh vực này. Thời sinh viên, tôi thi học khoa hóa hữu cơ, ngành hóa dầu. Khi ra trường thì miễn cưỡng vào làm cho một công ty sản xuất gốm sứ cách điện ở Kyoto, một công việc hoàn toàn trái với sở học. Bản thân tôi vốn đã không có kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến gốm sứ. Tuy công ty thì liên tục
thua lỗ, phòng thí nghiệm thì tồi tàn với các dụng cụ đơn giản và lạc hậu. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là ngày ngày có mặt ở công ty vùi đầu vào phòng thí nghiệm và suy nghĩ tìm tòi. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã may mắn thành công và tìm ra được một trong hai loại vật liệu mới trong một thời gian ngắn. Đây cũng là loại vật liệu mới mà công ty General Electric ở Hoa Kỳ đã tổng hợp thành công trước đó một năm. Thành phần cấu tạo cũng hoàn toàn giống với vật liệu mà tôi đã tổng hợp được, nhưng phương pháp tổng hợp của tôi thì hoàn toàn khác với phương pháp của General Electric. Điều này cũng có nghĩa là phương pháp của tôi là hoàn toàn riêng biệt, không dựa trên quy trình lý thuyết và thí nghiệm, với các thiết bị tinh xảo, hơn nữa là một nhân viên quèn trong phòng thí nghiệm, không tên tuổi của một công ty gốm sứ nhỏ bé ở Kyoto, không được cấp vốn nghiên cứu thiết bị thiếu thốn, vậy mà vẫn có thành quả tương đương với thành quả của GE tầm cỡ thế giới. Tôi cho rằng đó là một sự may mắn, nhưng điều kỳ lạ là vận may đó tiếp tục, ngay cả khi tôi đã thôi việc ở công ty cũ và thành lập một công ty Kyocera giúp công ty của tôi phát triển mạnh mẽ. Có một kho tàng trí tuệ mang đến cái nhìn thấu suốt cho con người. Tôi cho rằng kết quả đó nếu không phải do ngẫu nhiên thì cũng không phải do tài năng của tôi. Ở đâu đó trên thế gian này, trong vũ trụ này, tồn tại một kho tàng trí tuệ. Chẳng phải mỗi lần lấy ra được hoặc là vớt lấy một túi khôn trong kho tàng trí tuệ đó thì trong óc ta lại nảy ra một ý tưởng mới, sáng kiến mới và khả năng sáng tạo của bản thân mà hoàn toàn ta không ngờ tới đó. Kho tàng trí tuệ, hay gọi cách khác là giếng trí khôn, đó không thuộc sở hữu của con người mà là con người được trời Phật ban cho khả năng tư duy, lĩnh hội những chân lý phổ biến tích trữ trong kho tàng trí tuệ, nên tri thức mà loài người có được ngày một phong phú và nền văn minh nhân loại ngày càng phát triển. Bản thân tôi cũng có một điều gì đó thúc đẩy tôi miệt mài nghiên cứu. Có thể lúc ấy tôi đã may mắn tiếp xúc được với một phần của kho tàng trí tuệ nên mới phát huy được năng lực sáng tạo và gặt hái thành công. Tôi sẽ trình bày điều này kỹ hơn ở chương sau. Là một người sáng lập giải thưởng Kyoto, tôi xin dành giải thưởng này cho các nhà nghiên cứu, những người thành công trong việc tìm ra những vùng đất mới trong lĩnh vực công nghệ mang lại lợi ích cho con người. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên mỗi khi tiếp xúc với những người ấy là họ đều giống nhau ở giây phút được tiếp nhận cảm hứng sáng tạo như được trời ban cho. Giây phút đó có khi chợt đến trong quá trình nỗ lực nghiên cứu, hoặc có lúc trong nghỉ ngơi, cũng có khi chợt đến trong giấc mơ. Edison có một phát minh mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực là kết quả của quá trình lao động miệt mài. Chẳng phải ông đã nhận được cảm hứng sáng tạo từ kho tàng trí tuệ của vũ trụ đó sao? Mỗi khi tôi nhớ tới thành tựu của các nhà phát minh tiền bối vĩ đại, tôi càng xác tin mạnh mẽ rằng loài người đã thủ đắc trí khôn kỹ thuật từ kho tàng trí tuệ vũ trụ, biến nó thành năng lực sáng tạo cá nhân, tạo ra vô vàn sản phẩm công nghệ thúc đẩy nền văn minh. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận và mở được cánh cửa kho tàng trí tuệ của vũ trụ? Để làm được điều đó, chỉ có một cách duy nhất là lao động miệt mài, suy nghĩ, nghiên cứu và nhiệt huyết cháy bỏng. Trời Phật sẽ soi sáng, đưa đường chỉ lối và ban tặng một phần kho tàng trí tuệ cho những người luôn hướng thiện, ấp ủ điều thiện trong lòng và ngày đêm miệt mài lao động nghiên cứu tìm tòi. Nếu không suy nghĩ như vậy thì sẽ không có giải thích được vì sao một người trí thức còn non nớt, kỹ năng còn yếu kém, kinh nghiệm còn mỏng manh, không có trong tay những thiết bị tinh vi lại có thể phát minh ra độc đáo như vậy. Thời đó tôi đã vùi đầu vào nghiên cứu, ăn cùng công việc, ngủ cùng công việc, tôi đã làm việc say mê đến mức mọi người đều nghĩ tôi rằng tôi bị điên. Bởi tôi ấp ủ khao khát làm được một điều gì đó nên đã lao động quên mình với toàn bộ sức lực, và phần thưởng dành cho những tháng ngày miệt mài đó, chẳng phải tôi đã nhận được một phần nhỏ trong kho tàng trí tuệ của vũ trụ đó sao? Thường xuyên xem xét đánh giá bản thân. Kho tàng trí tuệ là một cụm từ do tôi đặt ra, các bạn cũng có thể gọi nó là một cụm từ khác, ý chí vũ trụ hay là trí tuệ của đấng sáng tạo chẳng hạn. Dù gọi cách nào đi chăng nữa thì trí tuệ lớn lao ấy vẫn dẫn dắt loài người theo con đường trưởng thành và phát triển không ngừng. Tuy nhiên, những năm gần đây, tôi lo lắng khi nhận thấy con người đang mất phương hướng và đang bước vào con đường lầm lạc. Tôi cho rằng vì con người đánh mất nhân sinh quan, đánh mất tư tưởng tư duy triết học là nguyên nhân sâu xa của chiều hướng xấu này. Quả thật là con người hiện đại đã thành công trong việc xây dựng nền văn minh cao dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến và đang thụ hưởng cuộc sống vật chất sung túc. Nhưng mặt khác, con người cũng đang lãng quên vai trò quan trọng của đời sống tinh thần, của tâm hồn. Vì thế, chính con người đã đẻ ra những vấn nạn mới như môi trường sống đang bị hủy hoại. Tôi biết hiện nay nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, con người đã lập được nhiều kỳ tích mà trước đây chúng ta nghĩ rằng chỉ có thần thánh mới làm được và hưởng thụ thành quả đó của mọi kỳ tích. Mới ngày nào chúng ta nghĩ rằng
những điều đó thuộc quyền năng của trời Phật, giờ đây loài người tự coi quyền năng của mình nên đã mặc sức sử dụng bừa bãi, hậu quả chính là con người bị hủy hoại môi trường sống của mình, tầng ozone bị thủng bởi khí CFC, sản phẩm của công nghệ hiện đại, đất đai sông ngòi bị ô nhiễm do sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, trái đất nóng lên do lượng CO2 thải ra quá mức, nguy hại hơn nữa là hệ sinh thái bị phá hủy bởi vô số các chất độc hại như dioxin khiến môi trường trái đất, cái nơi gọi là người bị đe dọa. Con người đã sử dụng năng lực trí tuệ vốn để đưa con người đến hạnh phúc, đến cuộc sống hạnh phúc trái với mục đích ban đầu. Con người đang làm tổn thương chính mình, gây ra họa diệt vong chính mình bằng thứ vũ khí đã đưa mình tới đến tiến bộ. Như công thức mà tôi đã đề cập trong phần trước, trí tuệ và kỹ năng dù có đến đâu chăng nữa mà ngay cả có thêm nhiều thiết chế bỏng, nhưng nếu quay nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao năng lực tư duy, nhân sinh quan, tư tưởng triết học thì cũng vẫn sẽ gây ra hậu quả tai hại. Vì thế, đòi hỏi cách sống đúng với đạo làm người không là một vấn đề cá nhân nữa, để đi vào con đường đúng đắn để cứu môi trường trái đất thoát khỏi hoại diệt vong thì ngay từ bây giờ mỗi cá nhân đều phải xem xét lại cách sống của bản thân mình. Để làm được điều đó thì điều không thể thiếu là phải khép mình vào lối sống nghiêm túc và không ngừng xem xét đánh giá bản thân, nghiêm túc giữ gìn những quy tắc luân lý đạo đức thực ra rất giản dị, chân phương, cần cù, thành thật, chính trực, vị tha, vân vân, và biến nó thành gốc rễ tư tưởng không thể lai chuyển trong lối sống của mình, hướng đến và triệt để thực hiện lối sống đúng với đạo làm người. Đó là yêu cầu cao nhất đối với mỗi người trong chúng ta hiện nay. Sống sao cho đúng với đạo làm người sẽ đưa cuộc đời chúng ta đến với hạnh phúc và thịnh vượng, đồng thời là con đường chân chính mang lại hòa bình trên thế giới và hạnh phúc cho nhân loại. Tôi mong rằng các bạn sẽ coi cuốn sách này như là một cẩm nang trên hành trình cuộc đời. Và Quảng đã hôm nay là Quảng lúc này đã hoàn thành xong phần mở đầu, nhưng mà Quảng nghĩ là Quảng sẽ đọc được nhiều, nhưng mà Quảng đọc xong phần mở đầu bây giờ cũng khan tiếng dữ lắm rồi. Thôi, Quảng sẽ về làm lại video phần mở đầu, và sau thời gian thì Quảng sẽ ra thêm một cái từng chương một đi, thì có thể chiều nay Quảng sẽ hoàn thành tiếp nốt chương một. Rất mong các bạn đón xem và theo dõi lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn chân thành các bạn. Và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và bấm like để tạo động lực cho Quảng làm thêm những video tiếp theo ha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.